Hello các bạn, hôm nay mình đi ra coi măng mình nha. Đây là một cái farm măng tây nha. Đó. Đây là chỗ măng tây nè. Đó. Nguyên một cái farm luôn á. Trời ơi, nhìn thấy không? Bát ngát chưa? Là măng tây đó nha. Ở vòng vòng ở đây đó là nhiều farm măng này lắm, nhiều lắm. À, măng nè, các bạn thấy không? Bao la luôn. À, măng nè, rồi dâu nè, bữa nào mình đi farm dâu mình quay cho. Vòng vòng ở chỗ mình ở không? Cách chừng 5 phút, 10 phút à. Rồi sâm nữa. Chỗ mình là chuyên về trồng sâm nha, sâm cao ly á. Chuyên về sâm. Các bạn thấy không? Măng là coi như là nó đầy luôn á. Nhưng mà người ta nói mấy cái người mà làm măng này, người ta nói đừng có ham mà măng mập nha các bạn. Măng mập ăn không có ngon đâu. Ốm nó mới ngon, chứ mập không có ngon. Như mấy cây này nè, là mấy ổng nó có không ngon lắm đâu. Mấy cái người, để mình quay mấy cái người mà ngồi đó là những cái người mà họ đi làm măng á. Người Việt của mình á, qua đây để đi làm măng á. Đó, quá chừng chưa. Mình đi vô mình xin quay. Cách nhà mình có 10 phút coi. Muốn sợ chưa? Cũng là các bạn mình bẻ nha. Farm mà. Ê da, trời nó giòn rụm luôn á. Đây nè. Đó, nó đang lên nhiều lắm. Còn cái đám măng này bẻ gãy nè. Dạ. Là người ta để làm giống đó các bạn, bắt đầu làm. Người ta làm giống, người ta lấy hộp, người ta trồng, nó đang ra bông nè. Nó đang ra bông nè. Ồ, trồng thêm nữa chị Long. Quá chừng chưa, nhiều lắm. Đây nè, cái trang trại của nó nè. Nó mướn á, cái người mà chăm sóc á, thì nó mướn mấy cái người Mỹ đen á, qua đây làm. Còn mà đi cắt măng, cắt đồ đó là nó mướn người Việt của mình, nó trả tiền mặt các bạn, hình như 10 đồng giờ á. 10 đồng giờ á. À, ở Toronto xuống đây cắt, mấy người này ở Toronto. Mình thì mình ở ngoài ngoại ô rồi, thành ra ở ngoại ô mới có đất rộng. Mình thì mình ở đây. Đó, các bạn thấy không? Cái cây mà dài mà nằm tốt ở dưới đó là cái cây đó là để tưới măng. Măng á là phải đo dài hơn cái cây dao này nè mới cắt được nè ha, dài hơn để mà vô máy nó còn lựa lại, nó cắt lại giống như mấy cây này. Ngon chưa? Vô máy nó mới cắt ngắn. Cây này lại là nữa. Không được, cây này bị ngắn rồi, ngắn đêm nhà ăn đó, tới giờ nghỉ trưa. Cái giờ nghỉ trưa rồi, mấy anh em chị em ăn cơm. Cái tầm mắt thôi chứ còn mà leo lên xe mà đưa dao đâu rồi không kịp đâu. Ngồi mình chạy lúc kia đó, đây trong đó khoảng cây số mấy. Có số người cắt cái bọn đó mà người ta giờ này cũng ăn cơm rồi. Hồi mình đi vô tới chỗ mà cắt xong đem vô đó rồi nó làm lại xong rồi xưa nó xuất khẩu đi. Xin rồi, chút nữa cho mình leo lên xe mình trải nghiệm, mình ngồi mình cắt măng nha, coi mình ngồi cắt được không nha. Rồi khi nào rớt xuống xe không ta? Đây là cái xe mà để ngồi đi cắt măng nè. Đó. Ơi trời ơi, làm được cắt kinh khủng nè, không? Cho các bạn coi măng này nha. Đó, người ta cắt người ta bỏ vậy nè. Thấy không? Quá chừng chưa? Ô, mấy chiếc xe lận á. Đó. Hai chiếc, một chiếc ba người. Từ nhà mình mà chạy ra đây á là 10 phút không ta? Từ nhà mình chạy ra đây 10 phút á. Trời. Đó, giờ bắt đầu chuẩn bị cắt măng. Đây,
là cái cây cỡ đó mới ngon nha. Chung chung cỡ đó, cây này thì bự quá bự. Cỡ đó mới ngon đó. Hạng nhất là cỡ đó đó. Hello các bạn, mình đi lên mình thử cắt măng á, mà người chủ á, nó không cho mình leo lên cắt. Thứ nhất là mình không có biết cắt, mình chưa có làm mấy cái đó qua bao giờ, mình không phải dân chuyên nghiệp, không biết cắt luôn chứ đừng có nói là chuyên nghiệp. Thành ra chủ nó ra nó không cho mình, nó cho mình quay phim, nó cho mình dòm, nhưng mà nó không biết cho mình leo lên xe ngồi để mà cắt. Mà mình mới cắt có 1 cây à, dễ lắm, dễ cắt lắm. Tại vì thứ nhất là mình cầm dao á, nó sợ lỡ phải mình có bị cái gì á là mình sẽ xu chủ farm. Thành ra mình đi vô mình mua, nó bán một bó như vậy nè các bạn. Mình cắt á, một cái cây nó bắt phải dài như vậy nè, nó mới cho mình cắt, chứ ngắn nó không cho. Mà vô á, mái á, nó cắt lại rồi nó rửa lại. Nó bán một bó như vậy á, là một pound là 450 gram, 2.5 đồng. Mình mua hai bó này là 5 đồng. Mà không đủ size, đủ đồ đó thì là nó bỏ, trời nó bỏ hả, thùng thùng bự luôn á. Mấy người kêu mình xin đó về ăn cũng được, nhưng mà thôi đi, xin chỉ kỳ quá vậy. Nó tưởng đâu mình chết đói. Nó nói với mình á, là măng này á, đừng có ham cái bự, bự mới ngon. Đây nè các bạn, cái size này nè, nhỏ nhỏ như vậy nè, mới là măng ngon, mới đủ tiêu chuẩn. Bự quá nó cũng bỏ hết trơn hả các bạn. Mình thấy thùng rác của nó đó, bự lắm, bỏ hết. Còn cái này là cái size của nó, cái cỡ của nó là đúng tiêu chuẩn của nó nè. Ngon ha, non dễ sợ luôn. Rồi thôi, video của mình á, mình muốn trải nghiệm cắt măng á, vòng vòng ở chỗ mình á, farm măng, farm sâm á. Rồi ít bữa mình đi quay farm sâm cho các bạn coi, với dâu tây á nhiều lắm. Tại mình ở ngoài đây là gần farm luôn, coi như là chung quanh là farm hết, trồng bắp, trồng đậu, trồng gì cũng có hết á, ớt chuông đồ á. Rồi video của mình á tới đây hết nha các bạn. Thích á, các bạn bấm like và ủng hộ rùa nha. Rùa cảm ơn nhiều. Bữa nào rùa đi quay sâm cao ly á cho các bạn coi ha. Rồi bye các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thích, các bạn bấm đăng ký và ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.